quyền lực của tổng bí thư tô lâm và phe cánh suy yếu nhanh chóng điều gì sẽ xảy ra vào ngày 26 tháng 10 phát biểu tại kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa 15 tổng bí thư tô lâm đã bày tỏ sự sốt ruột vì thế giới đang phát triển rất nhanh ông lấy dẫn chứng là iran thập niên 1980 còn khá nghèo nhưng hiện nay họ đã là quốc gia thịnh vượng hàng đầu thế giới Điều vừa kể trên phần nào hé lộ mục đích của chuyến thăm quốc tế trong tháng 9 năm 2024 của ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Có ý kiến cho rằng Tô Lâm thăm Mông Cổ để so sánh với Cuba nhằm rút ra bài học về thể chế chính trị. Thăm Iran tìm hiểu về cách thức để một nước nghèo chỉ trong vòng có 40 năm vươn lên thành nước có thu nhập bình quân đầu người đứng vào hàng thứ hai trên thế giới. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cảm kích về sự xuất ruột của Tổng Bí thư vì đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Việt Nam tỏ ra lo lắng về sự phát triển của đất nước. Trái với sự lạc quan tếu của cố tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi khẳng định đất nước chưa bao giờ có cơ đồ như hôm nay. Không ít người đã hy vọng vào công cuộc cải cách để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới và tin rằng ông Tô Lâm sẽ là người tạo ra bước ngoặt lịch sử. Tuy nhiên, những suy nghĩ vừa kể trên là hoàn toàn không có căn cứ vì cán cân quyền lực trên chính trường đến nay đã có những thay đổi cơ bản. Việc ông Lương Cường ngồi vào ghế chủ tịch nước đã cho thấy sự suy giảm quyền lực của ông Tô Lâm, đồng thời cũng đã chấm dứt những nỗ lực thâu tóm quyền lực tuyệt đối khi ông Tô Lâm muốn nhất thể hóa trong nhiều tháng qua. Theo giới quan sát, dưới chiêu bài lấy lại sự cân bằng quyền lực trong đảng, các phe phái chống Tô Lâm đã thành công trong nỗ lực chặn đứng tham vọng của ông. Việc ông Lương Cường trở thành tân chủ tịch nước có ý nghĩa kết quả của cuộc tranh giành quyền lực giữa hai phe công an và quân đội đã ngã ngũ. Không chỉ có vậy, việc chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, một đối thủ của ông Tô Lâm trước đây lại trở thành thường trực ban bí thư cũng báo hiệu nhiều điều không thuận lợi với ông. Điều đó cho thấy sự sốt ruột của Tổng Bí Thư có lẽ chỉ là một thời than thở về sự bất lực của ông khi không thể nắm được quyền lực tuyệt đối trong đảng. Phe nghị tính của các tướng lĩnh chính trị trong quân đội, vốn là hậu duệ của cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, lâu nay vẫn mang danh là thân Trung Quốc. Theo một số nhận định, đến nay Bắc Kinh đã công khai ra mặt ủng hộ Lương Cường và tỏ thái độ không hài lòng với Tô Lâm. Việc ông Tô Lâm và phe cánh suy giảm quyền lực là điều có thật. Mới đây nhất, Tổng thư ký Chính văn phòng Quốc hội ông Bùi Văn Cường cũng bị cho nghỉ hưu sớm. Ông Cường vốn là một đệ tử thân cận của ông Vương Đình Huệ, từng dính líu đến tham nhũng liên quan đến tập đoàn Thuận An, thời làm bí thư tại Đắk Lắk. Việc ông Tô Lâm chỉ buộc ông Cường nghỉ hưu sớm mà vẫn cho giữ nguyên các quyền lợi là một minh chứng cho thấy sự suy giảm quyền lực của ông. Chưa hết, Bí thư Nghệ An Thái Thành Quý được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nghệ An Nguyễn Đức Trung sẽ lên thay chức bí thư. Những điều này cho thấy Tổng bí thư Tô Lâm đã có những bước xuống thang đáng kể với phè Nghệ An. Có nhiều ý kiến cho rằng những tuyên bố cải cách của ông Tô Lâm khiến Bắc Kinh không hài lòng. Việc khiến cho Tổng bí thư Tô Lâm và các phe cánh giảm sút quyền lực chỉ là bước đầu của Bắc Kinh. Thậm chí có suy đoán cho rằng nếu ông Tô Lâm không có những bước đi táo bạo và triệt để hơn thì khả năng trong đại hội lần thứ 14 vào năm 2026, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ trở thành Tổng Bí Thư chỉ là chuyện trong gang tấc vì có được sự yểm trợ tối đa và công khai từ Bắc Kinh. Quý vị các bạn phải theo dõi bản tin quyền lực của Tổng Bí Thư Tô Lâm và phe cánh suy yếu nhanh chóng. Điều gì sẽ xảy ra? Quý vị các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Chính vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tại sao Tổng bí thư Tô Lâm để cường chân vịt hạ cánh an toàn? Kể từ khi bộc lộ ý đồ thâu tóm quyền lực trong đảng, cựu Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm được cho là có tham vọng tạo thanh các phe Nghệ An, Hà Tĩnh, vốn là tay chân thân tính của Tổng Bí Thư Trọng. Và đây là hình ông Bùi Văn Cường. Tháng 4 năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ứng viên số 1, cho chức Tổng Bí Thư sang thăm Bắc Kinh, ý kiến ông Tập Cận Bình. Ngày 16 tháng 4, khi chuyên cơ của Huệ Vương về đến sân bay nội bài Hà Nội, lập tức trợ lý của Chủ tịch Huệ, ông Phạm Thái Hà, đã bị Bộ Công an câu lưu. Phải đến ngày 22 tháng 4, Bộ Công an mới công bố lệnh khởi tố và bắt giữ đối với ông Hà. Lý do ông Hà đã nhận một khoản hối lộ lớn lên đến 2,2 ngàn tỷ đồng, khoảng 80 triệu đô la Mỹ từ tập đoàn Thuận An. Nhưng theo quy định, ông Vương Đình Huệ phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Ngày 2 tháng 5, ông Vương Đình Huệ bị trút chức Chủ tịch Quốc hội và tất cả các chức vụ khác trong bộ máy đảng và chính quyền. Ngay sau đó, công luận đã rộ lên những đồng đoán cho rằng các nhân vật lãnh đạo chủ chốt của phe Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ bị tống vào lò. Việc Bộ Công an khởi tố bắt giam Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên, một nhân vật thân cận của trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, đã cho thấy quyết tâm của ông Tô Lâm. Mới đây, ngày 25 tháng 10, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức vụ và cho thôi nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa 15 đối với ông Bùi Văn Cường, tổng thư ký quốc hội. Đây cũng được cho là kết quả của kế hoạch triệt hạ tay chân thân tính của ông Vương Đình Huệ từ trước đến nay. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Ông Bùi Văn Cường là một chính khách đầy tai tiếng với nghi vấn về bằng tiến sĩ. Năm 2020, khi đang là bí thư tỉnh Ủy Đắk Lắk, ông đã bị tố cáo đạo văn trong luận án tiến sĩ. Tuy nhiên, ông Cường đã sử dụng quyền lực của mình, chỉ đạo công an tỉnh Đắk Lắc, bắt giữ và xử lý những người tố cáo ông về tội vô khống. Kể cả tạp chí môi trường và xã hội, do đăng tải một bài viết cáo buộc ông Cường, đạo luận án tiến sĩ, đã bị Bộ Thông tin Truyền thông phạt 50 triệu đồng và thu hồi giấy phép 2 tháng vì nói sai sự thật. Trước khi ông Cường bị xử lý kỷ luật truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin về những sai phạm của ban lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có liên quan đến gói thầu của tập đoàn Thuận An. Đó là gói thầu số 3, khởi công ngày 9 tháng 12 năm 2021, thi công dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Cho dù ông Cường đã rời ghế bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk trước ngày khởi công, nhưng giai đoạn đấu thầu, chấm thầu và công bố kết quả đấu thầu đều do ông Cường quyết định trên cương vị bí thư tỉnh ủy. Tuy nhiên, số tiền mà ông Bùi Văn Cường đã nhận hối lộ từ tập đoàn Thuận An vẫn chưa được công bố cụ thể. Và đây là hình ông Trần Cẩm Tú. Dù có những sai phạm lớn như vừa kể, Chủ tịch Vương Đình Huệ vẫn kéo ông Bùi Văn Cường về Quốc hội để giữ chức tổng thư ký kiêm chủ nhiệm văn phòng Quốc hội khóa 15. Việc Bộ Công an xử lý ông Cường được cho là nhắm đến một trợ thủ đắc lực của ông Vương Đình Huệ. Tuy nhiên đến nay, thế cuộc hình như đã đảo chiều. Các phe phái chống lại Tổng bí thư Tô Lâm trong đảng đã thắt chặt sự liên kết dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh trong quân đội, cùng với việc ông Trần Cẩm Tú trở thành thường trực ban bí thư, kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vươn lên vị trí số 5 trong đảng. Phải chăng đây là lý do đã buộc Tổng bí thư Tô Lâm đã phải dơ cao đánh khẽ với ông Cường, tiến sĩ chân vịt, và để ông Bùi Văn Cường được hạ cánh an toàn hay không. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tại sao Tổng bí thư Tô Lâm để Cường chân vịt hạ cánh an toàn?